Tại hội nghị, đại diện các cử tri xã An Lô đã nêu nhiều đề xuất kiến nghị liên quan đến các nội dung cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn. Cụ thể, cử tri các thôn đề nghị huyện đầu tư mở mới tuyến đường từ thôn Xéo Phìn Trư đi cầu Thiên Sinh dài khoảng 4 km, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch thôn Xéo Phìn Trư, ưu tiên nguồn lực sớm hoàn thiện dự án cấp điện sinh hoạt thôn Ngải Thầu Thượng, Phìn Trải 1 cần đẩy nhanh triển khai các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn xã. Ngay tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Ba sát đã trực tiếp giải trình, trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các kiến nghị của cử tri, tổng hợp để trình tại kỳ họp tới.